Hai xin chào cả mấy anh em và cộng đồng nha. Chúc mấy anh em và cộng đồng kiếm tiền thật nhiều nha mấy anh em, và hạnh phúc bên gia đình nha mấy anh em. Hạnh phúc bên gia đình với kiếm tiền là em nhất. Bữa nay mình với bạn Nhật sẽ đi khu bãi khu cái bãi biển này á mấy anh em, là có người ta xây dựng rồi nhưng mà chưa có xây dựng hoàn thành á. Mình có chạy xuống dưới đó được, chưa có vô vé à, nó mới có hoàn thành được phân nữa à. Mà đẹp lắm anh em ơi, cái bãi biển dài, kéo dài cũng dài dữ lắm à, dài cũng cỡ cỡ 2 cây số, gần 2 cây số á mấy anh em. Nguyên bãi biển đẹp lắm à, với lại ở đó người ta cắt khách sạn đồ, hồ bơi đồ y gan ở nước ngoài đó mấy anh em ơi. Mấy chỗ mà nhà nghỉ đồ có hồ bơi đồ đầy đủ hết trơn em mấy anh em. Tại vì người ta đang cắt, mình cũng còn chạy vô được chứ chưa có mua vé nha mấy nè. Thôi bây giờ mình với bạn Nhật sẽ đi quay cho mấy bạn xem nha, chia sẻ cho mấy bạn xem những cái khu mà ở đó. Nghe nói là cái khu gì Địa Trung Hải hay Hải gì đó, Địa Nam Trung Hải gì đó hả mấy em ơi, mình cũng quên cái tên rồi. Thôi bây giờ mình đi tới đó, mình quay cho chia sẻ cho mấy em xem nha. Mấy anh em có xem kênh mình nhớ đăng ký kênh mình giùm mấy anh em ơi. Rồi cảm ơn mấy anh em trước nha. Thôi đi thôi. Đường này là đường ven biển hả? Giống 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 như ở Vũng Tàu. Nhưng mà cái đường này nó đẹp hơn ở Vũng Tàu. Nhìn cái cảnh này giống giống ở nước ngoài nè, chỗ Phúc nó đi mà ở Mỹ ai biết đi đâu, ai biết tìm để mang nào. Ồ tạo lắm cá mà mày nhìn. Ê, mấy cái bè hả? Đúng rồi, có thể là nuôi chai hay là nuôi cá nhốt. Luôn.
nghỉ mé một bên thì mé biển bên nhà nghỉ anh em ơi, bơi rồi để tắm rồi. Cái này là ngay khu du lịch rồi anh em ơi, hai anh em đang chạy kiếm khu chưa có làm khu du lịch rồi. Ở đây cũng đang làm chạy vô nữa nghe mấy anh em. Có súng rồi à, vậy là có súng. Khu nuôi nhiều trai quá không? Ra khỏi đâu mang cái này trồng lâu lắm, quá đẹp. Này có gì đây nữa anh em, đảo đẹp. Right.
khỏi cổng.